là một cái cổ động viên bóng đá trung lập thì tôi luôn luôn mong muốn sẽ ở bảng đấu này thì rõ ràng Uruguay được đánh giá quá cao rồi so với Panama nhưng ở trận đấu trước đó thì đội tuyển Mỹ cũng đã có được chiến thắng với tỷ số 2-0 ở trước Bolivia. Yeah, thôi thì chúng ta bỏ Uruguay ra một bên đi. À, đối với Mỹ và à, có cơ hội nào không ạ? Anh thấy điều của anh thế nào ạ? Uh tôi nghĩ là thời điểm hiện tại khi mà bóng chưa lăn thì chúng ta nói là bỏ Uruguay ra một bên thì hơi sớm <laughs> hơi sớm rõ ràng là hơi sớm vì là trái bóng tròn mà thì như anh kỳ vọng nên bất ngờ xảy ra thì biết đâu đấy có bất ngờ thật thế <laughs> là nói về cơ hội cạnh tranh của các đội bóng ở bảng đấu này thì tôi nghĩ là Uruguay thì vẫn được đánh giá là nhỉnh hơn ba đội bóng còn lại còn với Mỹ với um, uh, Panama Bolivia. và Bolivia thì tôi nghĩ là sẽ là sự cân bằng chúng ta thấy rằng là cái trận đấu diễn ra trước đó thì Mỹ cũng không tạo ra được cái sự áp đảo quá lớn cho Bolivia. Họ phải có sự tỏa sáng của các cá nhân mới giải quyết được trận đấu. Sự tỏa à. sáng của Pulisic, một cầu thủ có thể nói là hết sức quan trọng của đội tuyển Mỹ ở cái kỳ Copa America lần này. Và tôi nghĩ rằng là ở những cái lượt đấu tiếp theo thì cơ hội vẫn được chia đều cho các đội bóng. Vâng, à, bây giờ thì cũng đã sắp đến giờ bóng lăn rồi. Uh, xin mời bình luận viên Thành Lương, anh sẽ dự đoán như thế nào về thế trận cũng như là tỷ số trong hiệp 1 ạ? Đấy, đáp ứng cái yêu cầu mong muốn của anh thì tôi hy vọng là à. Panama sẽ có một bàn thắng ở trong hiệp 1. Right. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Uruguay vẫn sẽ là người chiếm ưu thế ở trong toàn bộ 45 phút đầu tiên. Và nếu như Panama có một bàn thì Uruguay sẽ có hai bàn vào lưới. Trung cuộc thì Uruguay sẽ giành chiến thắng trước Panama. À, mặc dù thì uh, mọi người thì vẫn thích một cái câu chuyện cổ tích nhưng sẽ rất khó đấy. Vâng, chắc chắn là như vậy. Còn đối với bình lập viên thành công ạ? À, tôi uh, hơi uh, hơi ngược với anh Lương một chút xíu. Đó là tôi không nghĩ rằng là ngày hôm nay Panama có thể xuyên thủng lưới của Uruguay và với những gì mà hai đội sắp xếp ở đội hình xuất phát như thế này thì hiệp một tôi nghĩ là Uruguay có sẽ có ít nhất là hai bàn. Vâng, bình luận viên Thành Lương thì chiều tôi một chút thôi Tôi là người thích bất ngờ mà Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị bình luận viên ạ Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở phần bình luận giữa trận Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin mời quý vị Chúng ta hãy cùng đến với những hình ảnh trực tiếp Từ sân vận động Hard Rock ở Miami Garden, bang Florida Để chuẩn bị theo dõi hiệp một trận đấu Giữa hai đội tuyển Uruguay và Panama Trong khuôn khổ bảng C của Copa America 2024 Với phần bình luận của bình luận viên Thành Lương Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở phần bình luận giữa trận đấu